kiếm nhật. Các bác thấy quả kiếm nhật có chất không? Anh em nào mua kiếm thì liên hệ nhé. Tập này lên sóng hơi muộn các bác nhỉ? Tí độ. Em định lên sớm sớm tí, có tí chương trình khuyến mại mừng sinh nhật ngày mai. Duy nhất một ngày thôi. Nên giảm kịch sàn và quà tặng lên đến những 2 triệu đồng. Không biết là tầm này còn ai thức không nhỉ? À, hôm nay em mới về được thêm mấy con sisu. Rất là đẹp các bạn. Mấy con sisu rất đẹp. Chưa có vệ sinh. Vừa lấy mấy con lau chùi qua một chút xong mang vào đây. Đây là nó vận chuyển này. Cong hết cả tai rồi. À, đây là bản có cổng quang nhé mọi người nhé. Sisu T3 có cổng quang. Các bạn sử dụng nhiều đường ao chơi có con vang này thì quá ngon luôn. Còn nguyên cả tem luôn nhé. Đó. À, đời này là sản xuất năm 2016 rồi. Tem bảo hành của nó là năm 2016. À, đặc biệt là đối với dòng Sisu thì nó có cổng có đường mic ở đằng sau. À, giúp cho các bác cắm mic nó tiện hơn. À, còn thức đi. À, xin chào toàn thể các bác. Xin chào anh Đỗ Phong. Anh Đỗ Phong lúc nào cũng đầu tiên luôn. Xem với like đầu tiên. Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng nhé. Xin chào anh Hùng Nguyên. Hôm nay em lên sóng hơi muộn một chút. Chào anh Phước Nguyên nhé. Xin chào anh Văn Đạt. Có khuyến mãi. Vâng, khuyến mãi một ngày các bác nhé. Có eco rời không? Có anh ơi. Có eco, có gì vật rời nhưng mà ở trong chi nhánh trong Bình Định cơ. Nếu anh quan tâm thì anh có thể kết nối Zalo với em. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết và báo giá cho anh nhé. Em chào anh Tư nhé. Xin chào anh Cường. Tầm này chắc là cũng nhiều bác đi ngủ rồi. Hôm nay chẳng biết là lên cái gì và cũng không biết là bán cái gì nhỉ. Loa thì cũng còn khá là nhiều loại đấy. Từ bát 2530, ở đây là những mẫu loa em để ở đây. Bát 2530. Chẳng biết bán cái gì nhỉ. Hay là vang đi nhỉ. Vang thì toàn vang đẹp thôi. Vang dòng Hugo V6, Sisu T3, X5, X6, X10. Đấy, audio Patti House, Cafan, nhiều loại nữa các bạn. Vang thì em rất là nhiều những dòng cao cấp nhé. Những con rẻ tiền thì đây. Con này rất là hay này. Con này không hiểu sao quên nó. Bây giờ mới nhớ đến. Đây. Nó hay như T3 luôn. Hôm nay em bán xả thanh lý lỗ vốn cho các bác. 1,5 triệu. Đấy. Vang số con này hay cực kỳ đấy. Con này em setup sẵn cho các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Nó hay như T3 luôn. 1,500,000. Các bác nhé. 1,500,000. Con này hình như em đã có clip mà test về nó rồi. Dòng này cái eco nó ngọt lắm. Hay lắm mọi người ạ. Có đường mic ở đằng sau nhé. 6 đường ao. Đấy. Đường vào thì có đường BMG, AUX, đường có cả đường rách này. 2 1 2 4 4 đường vào. Sinh nhật phải qua 12 giờ đêm. Hồi cứ like sớm like trước đi cho các bác được xem và lựa chọn những cái sản phẩm nào các bác cứ ngắm cần những cái sản phẩm nào thì em sẽ quay lần lượt đến từng cái sản phẩm và giới thiệu cho các bác. Từ vang số, mic không dây, mic có dây, cục đẩy, loa, muỗng súp là to quá không thể quay được thôi. Súp thì đang bất ở kho nên chưa có lên sóng được. Xin chào bác Thông Nguyễn nhé. Hôm nay live đẩy 3 kênh. Em có những dòng đẩy 4 kênh thôi. Còn 3 kênh thì hiện tại chưa có về anh ạ. Xin
Xin chào anh Đồng Đan Nguyên, xin chào anh Mạnh Đỗ nhé. Loa bãi đẹp mà kẹp từ Hàn Bong Sơn có ảnh hưởng gì đến chất âm? Không anh ạ, anh đừng đừng để ý cái vấn đề Bong Sơn thì nó không ảnh hưởng đến chất âm. Loa nó có ảnh hưởng đến chất âm hay không là nó, nếu là ở cái bát ấy thì anh phải xem là cái thứ nhất là cái màng nó có bị rách hay không. Đấy. Đấy. Và nó có bị gãy hay không. Cái thứ hai là côn nhện các thứ. Đấy. Chứ còn cái từ sắt này nó có bị han hay là nó có bị bong sơn hay như thế nào, nó không ảnh hưởng gì đến chất âm anh nhé. Nên cứ chơi thoải mái đi. Xin chào, xin cảm ơn anh Thanh Long nhé. Chào anh Quang Xứng nhé. Xin chào anh Phạm Xuân, lâu lắm rồi em mới thấy anh ấy. Các bác vào thì cho em xin một chấm like đi ạ. Cái nào giảm 2 triệu đồng. Anh cần hỏi cái gì? Súp thì to lắm anh ạ, đâm ra là em không không quay được ở đây. Súp ở kho thì lúc nào em quay cho. Ở những dòng loa Patti House thì em có mấy model đấy. Từ bát 25 này. Hình như là có xem nào. Bát 25 thì có hai model. Và bát 30 thì cũng có hai model, một loại là bát neo tép neo và một loại là bát thường tép thường. Bát thường tép thường thì vẫn đang vất ở kho nên em cũng chưa có lên sóng được cho các bác. Dòng đấy thì rất là hay nhá và giá rất rất là tốt. Đợt này nhập cái giá cũng rất là khá là ok. Dạo này chơi cả siêu nhân. Đùa chứ. Thế mà bác cũng nhìn ra con siêu nhân này. Siêu nhân hơi bị chất đấy. Xin cảm ơn anh Dũng Vũ. Chúc mừng sinh nhật. Xin cảm ơn anh Hùng Nguyễn ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn toàn thể các bác. Dạ vâng ạ. X52 nguồn có anh nhé. Thì thôi hôm nay mừng sinh nhật thì em cứ kịch sàn kịch đường tồi các bác. X6 nhé. X6 đẹp không tì vết nên nó thật các bác là cả năm có một lần sinh nhật thôi và em chỉ bán duy nhất một ngày giảm giá thôi. Hết ngày mai nhé các bác nhé. Hết là ngày mai, bắt đầu tính từ bây giờ đi. Tính từ bây giờ cho đến hết ngày mai nhé. X6 này. X6 đẹp mướt mượt, giá cũ là 2.550.000. Các bạn, giá cũ là 2.550.000. Thì hôm nay em sẽ giảm cho các bác 200.000. Đấy, giảm các bác 200.000. Đẹp không tì vết các bác nhá. X6 thì hàng xịn luôn, X6 hàng xịn luôn. Các bác chơi không cần phải suy nghĩ. Giá chỉ còn 2.350.000 các bác nhá. 2.350.000. Khi các bác mua những dòng vang số của em thì các bác cứ yên tâm một điều là về em setup cho thì quá là chuẩn ngon, về anh em chỉ việc sử dụng thôi. Tất cả những dòng vang bảo hành 6 tháng các bác nhá. Nếu có vấn đề lỗi gì trong vòng 6 tháng thì em sẽ hỗ trợ cho các bác 100% luôn. Chỉ có cái vấn đề là khi mà không may khi mà vận chuyển đấy nhá. Vận chuyển thì cái đầu gửi các bác về, các bác chịu cước cho em cái đầu các bác gửi về cho em. Còn khi mà không may có vấn đề sửa chữa các thứ rồi cước gửi đi thì em sẽ hoàn toàn em chịu trách nhiệm. Bảo hành hẳn 6 tháng cho nó rực rỡ. Đấy X5 đây, vừa nãy bác nào hỏi X5 nhỉ? X5 này là hàng công ty, hàng xịn nhá. Thì hôm nay em cũng xả lốt cho các bác 2 triệu đẹp không tì vết luôn. Anh em nào mà đang phục kích trong cái thời gian chờ giảm giá và chờ mua được cái hàng giá rẻ. Cái đợt giảm giá này thì là đợt giảm giá sâu nhất. Không có đợt nào giảm giá và giá sâu như thế này đâu. Chỉ có muốn đợt gọi là sinh nhật này thôi. Cơ hội chỉ đến với các bác một lần thôi. Vàng X10 à? Vàng X10 2 triệu rưỡi. Còn duy nhất một con 2 triệu rưỡi. Đây. Vàng X10 còn duy nhất một con 2 triệu rưỡi nhé. Bác nào nhanh tay thì bụp đi. Đấy, em chỉ còn một con thôi. Còn một cái dòng vang nữa. Nói chung là vang ở đây toàn là những dòng vang cao cấp thôi. Nên các bác chơi không cần phải suy nghĩ. Toàn dòng vang cao cấp thôi. Mua loa tặng đồ chơi. Nếu các bác mua loa ấy thì mua combo cả bộ nhá. Mua combo cả bộ với cái mức giá từ 35 triệu đổ lên.
các bác nhé, từ 35 triệu đổ lên em sẽ tặng tiền mặt cho các bác 2 triệu. Đấy, giảm sâu luôn, coi như là hủy diệt luôn, giá hủy diệt luôn. Đây, cái dòng vang gì nhỉ? CK680 con này 2 effect, 2 gì vợt. Các bác cho em xin chấm like nhỉ. Vàng X12 thì em không còn. Đây anh chơi con này nó cao cấp hơn X12 này. Chip 21489. Con này em có lên sóng và test chất âm và review về con này rồi. Đấy. Hai mic riêng biệt, hai effect riêng, reverb riêng. Hay lắm, con này cao cấp. Cao cấp hơn dòng X12. Đây, cổng quang cổng chiếc đầy đủ nhá. Hôm nay kịch sàn các bác luôn. Đấy. Duy nhất là chỉ có 3 con thôi nhá. 3 con hôm nay kịch sàn các bác. 2.660.000 nha. 2.660.000. Đấy. Ai nhanh tay thì mua được, mà ai chậm tay thì là mua sau vậy. 6 đường ao, cổng quang Atico, đường rake, đường in 1 in 2, có đường mic ở đằng sau. Đây là cái dòng vang số đời cao cấp rồi. 2.660.000 các bác nhé. Bán cho nó lộc phát đi. Đấy. Đẹp chưa? Hỗ trợ phần mềm rồi này, setup sẵn các bác. Các bác thích chỉnh kiểu gì cũng được, chỉnh tay, phụ chỉnh full tay luôn. Đấy, nó như dòng X12. Nhưng con này cao cấp hơn là nó có 2 đường mic. Đấy. Nó có 2 effect riêng, 2 reverb riêng, echo riêng. Nó hay thế cơ mà. Những cái con vang X12 ấy, thì nó chỉ có một echo và một reverb và một effect chung thôi, chứ không có rời. Con này nếu các bác làm sự kiện thì quá ok luôn. Đấy. Một mic kết hợp cho ca sĩ, một mic kết hợp cho MC. Nó có cả cái đường cắm USB khi chỉnh Wi-Fi không dây nhá. Đấy. Đây là dòng vang số cao cấp, chạy chip 21489 là cái đời cao nhất rồi. Đôi loa màu trắng có robot ở trên. Đây à. Đây là Batty Hall. Đây là loa Batty Hall anh nhé. Con này bát neo, tép neo. Hôm nay em cũng kịch đường tàu cho các bác luôn. Để đi lấy cái ấy á. Đi lấy cái tô vít á. Loa Batty Hall hình như là còn không biết là một hay là hai đôi ý. Loa này hay lắm. Giá hãng nó bán hơn 20 triệu cơ mà. Giá hãng nó bán hơn 20 triệu đấy. Con đấy là model gì nhỉ? MF10 đẹp nhá. Em bán bao zin bao xịn các bác nhá. Không zin không xịn thì cứ một đền gấp 10 luôn. Đỡ phải trình bày nhiều. Hôm nay kịch sàn các bác, giá cũ là 8.900.000. Các bác nhá. Giá cũ là 8.900.000, hôm nay kịch đường tàu các bác thì những cái này nó bị xước sát này, giảm luôn 1 triệu. Đấy. Chơi thì chơi lớn luôn, không chơi thôi, chơi thì chơi lớn luôn, lỗ cũng bán, giá chỉ còn 7.900.000 thôi. Đấy. Anh em nhìn phát là kết luôn, nó đẹp như thế này cơ mà, quá đẹp luôn. Loa này thì quá chất, quá hay luôn nha các bác nhá. Giá thị trường loa bãi cái model này người ta bán 9 triệu các bác nhé. Em bán cho các bác 7.900.000. Zin hết nha mọi người nhé. Zin đẹp. Các bác bấm cho em phát like đi nhỉ. Tầm này cũng em thấy khá khá đông người vẫn còn thức. Đẹp lắm mọi người ạ. Rất là đẹp luôn. Bật cái đèn lên xoay cho nó được nét này. Đông người xem như này các bác thả cho em phát tim phát like thôi. Đây là một cái loa zin nhá. Đấy, đây là một cái loa zin chưa sửa chữa. Này, đẹp từ trong ra ngoài, màng con này như màng JB. Đấy. Gần 3 sóng, gần vải tầm dầu nhá. Loa này thì quá là hay rồi. Vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Dòng này là dòng cao cấp. Còn đây phân tần của nó đây nha anh em nhé. Phân tần của này thì nó cũng như dòng JB, nó cũng bóng chống cháy. Này phân tần nó chất chưa.
Giá hãng thì cũng đắt nòi ra, 20 mấy triệu một một cặp. Anh em chơi nó bãi này cho nó rực rỡ này. À, xin cảm ơn các bác đã chúc mừng sinh nhật của em. Đây, tép neo nhá. Này, tép neo này. Đỡ phải tháo thì em quay luôn này, tép neo nhá. Đấy, đời này các bác là chưa chưa biết thì cứ search ở trên mạng đi, xem nó nói có đúng hay không. À, cơ hội duy nhất là chỉ ngày hôm nay thôi. 7 triệu 900 nghìn đêm rồi test nhạc cho hàng xóm đáp gạch cả bác. Giờ này làm sao mà test được nhạc nữa. Loa này hay lắm nhá. Bác nào đã từng chơi loa này rồi các bác sẽ biết chất âm cực kỳ hay luôn. Bát nó thả sâu mà mềm. Nhất là lời của nó. Lời con này, lời karaoke nó ngọt thôi rồi. Này côn các bác nhìn này. Côn nó nhỏ như này thôi nhưng mà lời ngọt cực kỳ luôn. Con này hình như là côn năm mấy không biết. Côn nó chỉ tầm năm mấy thôi nhưng mà vánh kinh khủng khiếp luôn. Tép thì tép neo rồi. Còn đây dòng gì nhỉ? CAF, CFW10 cộng. W10 cộng nhá, CFW10 cộng. Đấy, giá hãng đang bán, à quên, giá thị trường đang bán là 8 triệu. Hôm nay kịch sàn các bác, 6 triệu 600 nghìn. Nha, 6 triệu 600 nghìn. Em đố các bác mua ở đâu được cái giá như thế này đấy. Ít nhất thì các bác cũng tiết kiệm được cái tiền triệu rồi. Nha. Các bác đừng gọi em cái số này, gọi với số ấy nhá, gọi với số 0976658815. Còn cái số này đang livestream đừng gọi. Các bác gọi bây giờ là đờ bố nó máy. Đấy. Bác nào bác anh em nào có chốt cái mặt hàng gì thì cứ gọi vào cái số đuôi 8815 hộ em. Alo. Sao gọi vào cái gọi vào cái số kia đã ấn máy bận rồi còn cô gọi đang livestream này gọi nó đơ bố nó máy còn nay gì nữa. À vâng vâng. Anh ơi. Cái cửa chỗ anh còn súp bát 40 không? Hết rồi anh nhá. Bãi. Hết á. Vâng vâng, súp bát 40 em hết rồi. À thế à? Vâng vâng. Vâng. Vâng vâng. Thế thôi, cảm ơn anh. À, xin cảm ơn anh Hùng Audio nhé. À, chất 3025 hại. Đây là loa bát 25. Loa bát 25 anh nhá. Model là V à quên, model là MF. MF 10 cộng phải không nhỉ? Con kia là MF 12 à? Con này MF 10 thôi. Con 30 đâu nhỉ? À kia. 30 kìa. 30 đây. Úi dồi, 30 thì nó đẹp 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 thiếu thùng xốp luôn. Quá đẹp luôn. Này. Chất như thế này cơ mà. 30 thì hôm trước có tháo rồi nhá, hôm nay không tháo đâu. Thật nhà không còn chỗ để nữa. Mỗi lần gọi là các bác yêu cầu mà em tháo thì nói thật là chắc phải bày ra ngoài sân luôn. Phải làm cái nhà có diện tích còn tầm mấy trăm mét vuông mới ta mới tháo được hết. Có cặp loa nằm nào không? Cặp loa nằm hả anh? Đây rồi. 4 đồng rưỡi. Nha, 4 triệu rưỡi. Giá nó thật các bác là cái loa này thì alo. À, đâu em bảo cô mai 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 anh vòng quay lại thì vâng nhá. Dạ, vâng ạ. À, loa này thì nó thật các bác là em bán cũng gọi là nãy được tí đi thôi nên không giả được nữa, mà cái lô này là em về em hỏng mất 2 cặp rồi, là cũng lỗ của nhà bảo vốn rồi đấy, thế nên không giảm được nữa nhá. Còn những cái loa nào mà hôm nay kịch sàn thì có thể là em bán lỗ vốn, nhưng nói thật các bác là cái loa này thì không giảm được nữa đâu. Patty Hall ở đây em để có một đôi thôi. Đây này. Nó đẹp xuất sắc luôn. RCF bát 25 hay 30. RCF nào nhỉ? Đâu nhỉ? RCF mà. À đây. RCF thì đây anh chơi cái loại này.
Đây, bát tép RCF của Italy đây, bát 30. Đấy, loa này thị trường đang bán 9 triệu. Hôm nay kịch đường tàu các bác luôn, nổ vốn luôn. Giá 7 triệu nha. Giá 7 triệu, loa XX, anh em chỉ cần search thông tin XX. Loa XX là nó ra ở trên kênh YouTube là có rất là nhiều đơn vị bán. Các bác nhá, em bán giá này là giá lỗ vốn rồi. Đấy, nói sai làm con các bác luôn. Xem còn cái gì nữa không nhỉ? Đây, những dòng XTA Bass 25 này thì nó thuộc dòng. Giờ ông nào gọi thì gọi nó hẳn hoi, đừng gọi còn nháy máy đấy. Chết thật. Đây, cái dòng 30 này thì nó thuộc thành phần quá đẳng cấp rồi. Con đẩy 4 kênh Patty House. 4 kênh Patty House à? Hôm nay kịch đường tàu các bác luôn. 4 triệu 300 nghìn nha. 4 triệu 300 nghìn, 4 kênh Patty House đẹp, xuất sắc, đẹp như mới luôn. Đùa chứ vừa lẽ giá mấy con vàng này giá rẻ, em chỉ bán trong ngày 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 mai thôi nhá. Có nghĩa là hết ngày mai là lại trở về giá cũ, để giá cũ nó là 3 triệu cơ. Nên anh em nào đợt đợt này mà có xem cái clip này mà có nhu cầu thì triển chiêu luôn đi. Không 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 là cả năm mới có. Alo. Ê, chưa kịp nghe đã tắt đi này anh à. Đúng rồi, màu đen ấy, con đấy à. Bát neo chép neo đấy anh ạ. Hôm nay kịch kịch sàn 12 triệu rưỡi nhá. Kịch sàn luôn. Bây giờ đến mẹ bắt bắt 30 này thì thôi chắc là cũng đến sang nước ngoài mà ở luôn như còn. Ôi giời, bắt 30 mà anh bảo là hơn 7 đồng thì chỉ có sang nước ngoài ở thôi. Chuyển quốc tịch sang bên nước ngoài ở thôi, bán xong là 12 rưỡi nhá. Loa đẹp xuất sắc, đoạt bát neo tiếp neo đẹp xuất sắc. Qua đấy giá anh cứ check thị trường nó bán, thằng nào bán rẻ nhất cũng là 13 triệu nhá. MF12 nhá. Ừ, cứ xem đi. Ừ. À rồi. Ok, giá đợt này là tốt đấy, duy nhất là chỉ một hôm sinh nhật thôi nha. Ngâm đi. Ngâm đi còn chờ gì nữa. Ok anh. Siso T3 à? Siso T3 ngày hôm nay 2 triệu rưỡi cho nó nhanh. Chỉ duy nhất một ngày nhá, mặc dù là cái giá 2 triệu 650 nghìn là cái giá kịch đường tàu, là cái giá rẻ nhất quả đất rồi, nhưng mà hôm nay sinh nhật sinh nhẽo em vẫn cứ gọi là kịch kịch sàn các bác luôn. Dòng này thì các bác biết rồi, nó quá là hay. Đây này, hôm nay mới về thêm được có mấy chục con này này. Nay mới về thêm được mấy chục con dòng này. Như các bác biết thì em bán rất là nhiều dòng Siso em bán cực kỳ nhiều luôn. Anh nào mà thích hát hay, gì vợt hay, eco hay, giá nó hạt rẻ thì chơi cái loại này. Đấy. Hugo V6 này. Hugo V6 này cũng hủy diệt luôn. Kịch đường tàu luôn. Nha. Anh nào chiến chiêu thì chiến chiến luôn như này. Hôm nay sẽ bán Hugo V6 với mức giá là 2 triệu 50 nghìn nha. Đấy, 2 triệu 50 nghìn. Nói thật cái giá này là em cũng 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 gọi là không còn cái gì rồi. Giá này là tụt hết quần rồi, không còn cái gì rồi. Thậm chí là vơ vẩn là còn 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 lỗ ấy. Đấy, các bác chiến chiêu đi. 2 triệu 050 nghìn nhé. 2 triệu 050 nghìn chứ không phải là 2 triệu rưỡi đâu. Loa XX chốt giá hay hết sinh nhật. Hết sinh nhật thì giá sẽ cũ, sẽ trở về giá cũ nha các bác nhé. Loa XX các bác cứ xem đi. Loa XX bán 30 trên thị trường giá bán thấp nhất là 9 triệu. Em bán hôm nay em bán gọi là kịch đường tàu luôn, 7 triệu. Nên những cái giá ngày hôm nay em đưa ra thì các bác đừng mặc cả làm gì. Nếu các bác mặc cả thì thôi, các bác đừng hỏi em gì cho nó mất công thôi. Các bác nhé. Vang số Siso 2 triệu rưỡi người, Siso T3. Có mic Beyer vỉ tím đời cao, tay ra đu không có anh ạ. Con loa bát 25 bán loa JKB
Anh hỏi bát 30 hay là bát 25? JKB thì em có mấy loại cơ. Nếu mà để loa thì em rất là nhiều loại loa, mà toàn loa hay thôi các bạn. Các bạn mua loa của em thì toàn loa hay. Mấy cái loa lởm khởm là em không bán. Loa màu vàng giá bao nhiêu? Màu vàng là một cái loa nào nhỉ? Màu vàng là cái loa quái này. Làm gì có loa nào màu vàng nữa nhỉ? Loa này à? Đây à? Đây à? Đây là loa JCF, à quên, CAF. Loa CAF W12 cộng. Nó đẹp như thế này cơ mà. Đấy. Mặc dù nhìn con CF rất là to nhá, nhưng mà khi mà đứng với cái thằng này thì nó chỉ ngang bằng với thằng này thôi. Ngang bằng với thằng XA thôi. Nhưng mà chất âm thì hôm nay em đã làm một cái clip so sánh rồi. Con XTA nó hay hơn ấy. Để 4 kênh à? Để 4 kênh thì có loại Patty House, với lại mấy loại Motivity, với lại loại Lab, đồng Lab của Mỹ, Motivity thì cũng thương hiệu của Mỹ, tất cả đều sản xuất tại Trung Quốc. Quay lại xem X10. X10 thì trước từ hôm đến giờ thì quay liên tục thì còn quay cái gì nữa. Đây, X10 đây. Đấy. 2 triệu rưỡi nhá. Chỉ còn duy nhất một con thôi, triển chiêu đi. Hàng xịn đấy. Và số màu vàng 2.660.000 anh ơi. Đấy, anh chơi con đấy này quá tuyệt vời ông mặt trời rồi. Anh nào bố kết thì nhắn tin vào số điện thoại này cho em 0976658815. Các bác nhá, 0976658815. Các bác mới vào thì cho em một sim 1.9. Anh em nào mua combo với cái mức giá tầm 35 triệu, giảm kịch sàn 2 triệu. Đấy, giảm kịch được tàu luôn. Coi là bán kỷ niệm luôn. Với mức giá 35 triệu các bác mua combo nhá. Em giảm thẳng thẳng tiền mặt các bác 2 triệu. Chơi lớn luôn. Còn các bác mua những con vang lẻ tẻ này, cứ toàn những cái con gọi là em giảm ít nhất cũng phải vài trăm. Loa thì có những con giảm tiền tiền triệu luôn. Chơi gọi là kịch kịch đường tàu luôn. Motivity giá 5 triệu. Hôm nay khuyến mại xem nào. Khuyến mại bán 4 triệu 8 rồi, cho nó nhanh. Đâu, bật điện xem nào. Đẩy rất là nhiều đấy nhá. Đây là hàng hàng của các bác đóng nhưng hôm nay chủ nhật chưa đi nhé. Hàng của các bác đóng nhưng mà chủ nhật chưa chưa đi được. Em vẫn để tạm thời đây. Đây, đẩy thì chỉ còn mấy con thôi, nó đẹp xuất xuất qua nhà bà sắc này. Motivity các bác đố các bác mua đâu được cái mức giá 4 triệu 8 đấy. Mà con 4 kênh nó chất mà hôm nọ test clip anh em nào chưa xem thì tí vào kênh xem lại nhá. 4 triệu 800 nghìn. Con láp này này, đây này cũng cũng dòng thương hiệu của Mỹ này, láp dòng thương hiệu của Sotanda này. 4 triệu 800 nghìn. Đẹp xuất con nhà bà sắc luôn. Bật cái đèn lên xem nào. Đấy. Thấy chưa? Đẹp chưa? Anh em nào chiến chiêu thì chiến đi. Đây còn đẩy hai kênh 800 watt mặt phải nhôm đây. Các bác bấm cho em phát like xem nào. Hôm nay chơi khô máu luôn. Vang Hugo 16 có đang giảm kịch sàn đấy. 2.050.000. Em đố anh đâu mua đâu được cái mức giá đấy đấy. Chiến chiêu luôn đi. Anh nào chiến chiêu thì nhắn tin luôn điện địa thì đẩy Patty House 4 triệu 2 ý đã bán 4 triệu 3 lại còn bỏ 4 triệu 2 nữa thì thôi. Rẻ quá. Đẩy Patty House 4 triệu 3 anh ơi. 4 triệu 3 là giá hạt rẻ rồi. Motivity đấy, em đang báo giá đấy 4 triệu 8 anh ơi. Siso có cổng quang không? Có chứ. Có cổng quang, có loại mà không có cổng quang thì giá là rẻ hơn nhiều. Riêng các loại đẩy này nhé, các bác cứ quật hai đôi bát 30 cho em, không phải nghĩ. 4 triệu 800 nghìn. Bán bình thường em bán cái mức giá 5 triệu là đã giá rẻ nhất quả đất rồi, không thằng nào nó bán giá rẻ hơn em. Hôm nay em kịch sàn các bác, đây này, còn các bác là thích chơi những dòng đẩy hai kênh công suất khỏe mà mặt phay nhôm đẹp nhá. Đây này. 800 watt một kênh nhá. 800 watt một kênh, hôm nay kịch sàn các bác 3 đồng rưỡi. Em đố các bác mua đâu cái con đẩy 800 watt một kênh giá 3 triệu rưỡi đấy. Đến ngày các bác đi thợ các bác cũng không mua được cái giá như này luôn nha. Hôm nay chơi khô máu luôn. Chỉ còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 con. Đấy. Hôm nay chơi khô máu luôn. 3 triệu rưỡi. Nó đẹp như mới luôn. Con này hôm trước em có quay rồi nhá.
Chưa có quay rồi, đẹp như mới luôn đây này. Đây nó bắt tí bụi vào đây thì lau đi phát là khô luôn, là đẹp luôn. Giá này mà không chơi nữa thì thôi chắc đến nghỉ luôn. Có mic thanh lý không? Anh hỏi mic dây hay là mic không dây? Mic gì chẳng có. Tí nữa quay mic nhá. Đây này, quay mấy con đẩy đẹp cho các bác này. Đây toàn zin hết nhá. Zin hết nhá. Xin chiêu đi. 800W một kênh, mặt phay nhôm. Có lát hát. Xem nào, hình như con này có tháo này. Ma nó nặng lắm, mà con này nó nặng lắm các bạn. Cái loại này nó phải nặng 20 mấy cân. Này, đấy các bác nhìn này. Máy nó chất như thế này mà. Này, nguồn này. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 là bằng bao nhiêu nhỉ? 24 sò, máy bù áp nhá. Anh em nhá, máy bù áp nhá. Này, 24 sò máy bù áp đủ 800W một kênh. Các loại này các bác cứ quật 2 đôi bát 30 không phải nghĩ. Anh em đánh loa full hay đánh loa súp đều ok hết nhá. Đấy. Giá chỉ 3 triệu rưỡi thôi. Đến ngày các bác thợ đi mua cũng không được cái giá như này đâu. Này em chơi khô máu luôn. Chất chưa? Này, mặt phay nhôm này. Tôi quần xì đấy. Cả năm ấy sinh nhật có một lần thôi. Loa RKB MX12. Loa RKB MX12 à? Được. Hình như là còn một đôi sao ấy. Giá cũ là 10 triệu 300 nghìn. Hôm nay kịch sàn 9 triệu 990 nghìn đi. Cho nó đẹp nhỉ. Thôi con này để vào đây cho đi đỡ vấp vào. Nặng lắm, con này nó phải nặng tầm 25 26 cân ấy. Ui giời. Hai tay mới bê được. Dẹo bố lưng. Đấy. Ok chưa? Quay lại tí gọi là Motivity cho các bác nhá. Rồi. Motivity này. 4 triệu 800 nghìn nhá. Em chỉ bán có ngày trong ngày sinh nhật thôi. Hết ngày sinh nhật giá trở về như cũ. Đây, lát đây, cũng 4 kênh này. 4 triệu 800 nghìn. Ok chưa? Này, chuối đây, chuối tây đây. À, hôm nay tiếp tục keo lại về nhé. Keo đâu mất rồi nhỉ? À đây. Làm quả chuối để các bác để em làm quả chuối. Ăn nó ngoặt rộng. Để một kênh em không có anh em. Chưa hẳn còn để hai kênh nó máu. Keo dưỡng gân. Keo dưỡng gân nhé các bác nhé. Các bác nhớ khi mà mua của em về dùng xong là phải dùng không hết là phải nắp chặt nó vào nhé. Băng dính nắp chặt vào, đừng để cho nó bị hở. Nó hở là nó bị hỏng đấy. À, một hũ này anh em có thể bôi được 20 đôi loa nha. Một hũ này anh em có thể bôi được 20 đôi loa. Giá là 200.000 bao ship. Tính ra một nọ này chỉ có 170.000 thôi. Tiền ship đã mất 30.000 rồi. Quá rẻ phải không? Em chỉ có mấy hộp thôi nha các bác nhá. Đợt này thì nó không có nhiều đâu, chỉ có mấy hộp thôi. Anh em mà dùng cái loại loa mà cái gân nó bị khô ấy thì bôi cái keo dưỡng gân này vào ấy, nó sẽ giúp cho cái gân nó bền hơn. Anh em có thể bôi được cả vào màng nhé. Màng loa sẽ bền hơn, chống nước. Đấy. 200.000 bao ship. Xin cảm ơn các bác đã chúc sinh nhật Minh Vũ nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đáng nhẽ là em định báo sớm tí, nhưng mà nói thật các bác là nó nhiều việc quá. Đợt này hàng họ thứ là muốn mình làm. Thành ra là nên sóng nó hơi muộn. Đấy, đẩy em báo giá các bác nhé. Còn đây này, mấy con này là mấy con đẳng cấp này. 1000W này, 800W này. Con 800W này thì cao cấp. Con này giá kịch sàn 5 triệu các bác nhé. Còn đối với những con 1000W này, kịch sàn các bác giá 5 triệu 600 nghìn. Mấy cái loại này tôi thật các bác là mấy dòng cao cấp nên nhập giá nó cũng cao, em không thể giảm được nữa. Em có cái gì nhỉ? Em ở Sao Đỏ Hải Dương các bác nhá. Sao Đỏ Hải Dương. Số điện thoại của em là 0976658815.
Đây này, anh em có nhu cầu cần cái gì thì cứ nhắn tin vào đây. Duy nhất một ngày hôm nay thôi. Giá kịch sàn nhé. Xin thông báo giá lại cho toàn thể các bác được nắm rõ này. Trước hết là vang Hugo V6, giá là 2.050.000, 2.050.000. Vang số X5, hàng xịn 2 nguồn nhé, hàng xịn 2 nguồn, giá 2 triệu. Vang CK680, con này là cao cấp hơn dòng X12, chip 21489. Con này nó sử dụng hai effect riêng biệt, echo riêng, reverb riêng. Đấy, đây, cổng mic đằng sau, cổng quang đầy đủ. 2.660.000, 2.660.000 nhá. Con này điện yếu điện khỏe các bác chơi được tất. Đấy, điện thấp nhất là 90V. Tất cả những dòng ví dụ như X5, X5 này thì phải chạy điện khỏe các bác nhá. Còn điện yếu là oẳng luôn. Còn đối với con này các bác điện yếu các bác cứ quật thoải mái. 90V vẫn chạy được mà. Yeah. Xin cảm ơn anh Mạnh Trương, xin cảm ơn các bác đã chúc sinh nhật Minh Vũ, cảm ơn các bác rất là nhiều, các bác cho em xin một chấm like đi ạ. Vâng, em xin cảm ơn các bác. Đấy, giá hôm nay hạt rẻ kịch đường tàu ấy nhỉ? Anh nào vừa hỏi cái loa gì nhỉ? Loa RKB mà cái con bát như cái lồi cơm điện đấy nhá. Đấy, hôm trước em có lên sóng hay lắm, cái dòng này hay, nó hay như cái con CF này luôn. Nó hay như con CF luôn. Nhưng cái loại này thì nó là cái dòng thương hiệu hơn. Đấy, và cái mức giá thì nó thật các bác là các bác cũng biết rồi. Đối với ông hãng thì ông bán cũng chát lắm. Đây, anh chơi đôi này là hợp lý này. Hôm nay kịch đường tàu cho anh luôn, 9.900.000. Giá này không mua được nữa thì thôi, chắc là đến nghỉ luôn. 9.900.000 nhá, zin đẹp. Còn cái dòng nào nhỉ? Xem có dòng nào nữa. Đâu nhỉ? Hôm nay mình quay cái này. À đây. Bát 25 DH. Giá cũ là 5.900.000, hôm nay kịch sàn giá 5.600.000. Giá này là em cũng lỗ vốn nhiều đấy các bạn. Chứ đừng mặc cả tội nghiệp em. Đây. Anh em nào thích bát 30 tech này, bán rẻ các bác một đôi về chơi cho nó sướng. Đẹp như mới luôn. Nó chỉ bị xước sát một tí thôi, cái này xước sát thì em phẩy lại tí sơn các bác nào ok. Đây là nó chỉ xước sát nhẹ thôi, không sao cả, loa đẹp như mới luôn. Sơn quên cái tem logo này, cái này hình như nó bằng nhôm đúc hay sao ấy, nhôm đúc nguyên khối thôi. Rất là đẹp, tech tech, thương hiệu của Nhật này, nhìn cái mặt ấy căng lại thấy sướng rồi. Thấy chưa? Cho xem X5. Tí nữa em quay cho. Xin chào anh Trọng Hoàng nhé. CAF Bát 25. Vừa ấy mình báo giá bao tiền nhỉ? 6.600.000 nha. 6.600.000. Cũng rẻ hơn gọi là thiên hạ, gọi là tiền triệu rồi. Người ta bán 8 triệu, mình bán 6.600. Các bác thợ nào nếu có xem được livestream này em thì cứ thông cảm cho em. Nói thật là cả năm mới có một hôm phá giá một lần, nên các bác thông cảm nhé. Cả năm em mới gọi là có một hôm sinh nhật để phá giá thôi, nên các bác thông cảm cho em. Này, 6.600.000. Ok chưa? Con này hôm trước lên sóng review rồi. Hôm nay quay qua loa này tí thôi nha. Loa zin đẹp hết. Giá này không mua được nữa thôi, đến nghỉ rồi. X5 đây, anh nào vừa hỏi X5 nhỉ? Đây. X5 2 triệu nha. Hàng xịn đấy, hàng xịn đấy. Hai nguồn hàng xịn đấy chứ không phải là hàng vớ vẩn đâu. Em đã bán, em cam kết hàng xịn các bác yên tâm. CF chép neo. Là CF làm gì có chép neo. Chép thường anh ơi. Có đổi vang không? Không anh nhá. Hôm nay giá lỗ vốn kịch sàn còn đổi gì nữa. Siso T3 anh ơi, Siso T3 hàng bãi nhá. Loa Patti Hall MF10 à? 7.900.000 anh ơi nhá, 7.900.000. Em giảm kịch sàn rồi đấy. Đây còn con nọc xịn xò đây, hai cầu điện này. Ụt ma, cái con này nó nặng thế, con này nó nặng như con đẩy luôn, sao nặng thế nhỉ? Nó đẹp này. Anh em cứ search ở trên kênh Google kênh YouTube là xem lọc Bayma, thương hiệu của ông Mỹ đây. Đẹp chưa?
đẹp xuất sắc luôn. Giá thị trường bây giờ đang bán rơi tầm 2 triệu 8. Hôm nay bán các bác giá 1 triệu 8 luôn. Khô máu luôn nha. Anh em nào xem được chốt luôn. À, giới thiệu khoảng tầm một lúc nữa là đi ngủ đấy. Ngày chính thức là cũng mệt lắm rồi. Đấy. Anh em chưa biết về cái dòng này thì cứ search ở trên mạng tìm hiểu giá đi. Tìm hiểu luôn thì chốt luôn nha. 1 triệu 800 nghìn, máy zin hết. Hoạt động hoàn hảo nhá. Ui, con ma nó nặng thế nhỉ. Ma cái con này nặng thế, con này cũng tiền cước cũng khá nặng đấy. Con này tiền cước lại phải mất tiền trăm ấy. Còn một con nọc nào nữa nhỉ? À đây. Em quay quay nhanh các bác xem được cái gì là phải 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 ghi vào nhắn tin luôn nhá. Sắp đến giờ đi ngủ rồi. Đây. Ma giờ phút này thì con này hay lắm nhá. Con này hôm nay mới test thử chất âm xong rồi. Đây. Thương hiệu của Mỹ, hai cầu điện nhá. Đấy. 1 triệu 8 cho nó nhanh chuyến nhá. 1 triệu 8 con này cũng nặng lắm, nặng như cối đá luôn. Con này hôm trước con tháo các bác xem rồi nhá. Đây này. Của nó là cái tên là cái quái quái quỷ đấy nhỉ. Đê tông nha. Đê tông. Đấy. Đây đê tông hàng thương hiệu xuất nên chạy hai cầu điện. Còn cái gì nhỉ? Hôm nào khéo về làm cái chương trình quay quay sổ số ấy nhỉ. Các bác cứ nhắn tin cho em nhé, nhắn tin cho em tí nữa xong livestream này em sẽ nhắn lại. Anh nào mà hỏi loa phai tổ này giờ làm gì có nữa. Phai tổ giờ nó thuộc thành phần quý hiếm rồi, động vật quý hiếm rồi. XTA bát 30 ở giá hôm nay kịch sàn các bác. 10 hôm nay kịch sàn nhá, kịch sàn luôn đấy. 12 triệu 200 nghìn nha. Kịch sàn luôn đấy. Các bác chơi đôi loa này không hối hận tí nào luôn. Và nó không có nhiều đâu, phải không không phải là lúc nào cũng có. Và em làm loa đến năm nay là năm thứ 6 rồi. Chưa gặp gọi là cái dòng này lần này là lần đầu tiên luôn. Còn những dòng code server của nó thì em cũng đã làm rồi. Code server của nó thì các bác biết rồi. Giá rất đắt, chát lắm. Còn code như con 28 giờ cũng mấy chục triệu rồi, 20 mấy triệu rồi. Còn con 448 giờ cũng phải 4 mấy 50 triệu, hơn 50 triệu rồi. Đấy, đọc con code thì vẫn đắt. Cái loại này thì em có cả loại bát 25 này. Anh em chơi loại 25 này thì quá tuyệt vời ông mặt trời luôn. 25 này nó đã đẳng cấp, đã hay rồi. Nhỉ? Yeah. Riêng cái loại CF này không có tuổi luôn. CF W10 cộng không có tuổi so với con XTA này. XTA đẳng cấp nó khác hoàn toàn luôn. Loa Tech à? Loa Tech hôm nay cũng kịch sàn luôn. Giá cũ là 11 triệu 300 nghìn. Hôm nay em kịch sàn các bác. Nha. Kịch sàn các bác. 10 triệu 900 nghìn. Nha. Ui dồi, một đôi loa nó quá là đẹp luôn. Nói chung nó đẹp. Thiếu thùng xốp luôn. Chưa có một giọt sơn nào gọi là mông má nhé. Chưa có một giọt sơn nào mông má luôn. Nó chỉ bị sức tí ti thôi. Đấy. Còn cái ốc ở trên này mà khi mà nó tháo sàn là nó thiếu ốc này. Loa nào nó cũng thiếu ốc. Nhưng cái ốc trên này thì cũng không ảnh hưởng gì nhá. Đây. Sức sát tí ti thôi. Chưa một giọt sơn nào mông má luôn. Mấy lại cái tem này nó cũng chỉ sức sát một tí thôi. Nó đẹp lắm. Nó đẹp như mới luôn. Mặt e căng bên trong bọc lưới này. Quá chất luôn ấy. Hôm nay lên sóng rồi. Hay lắm. Rất là hay luôn. 10 triệu 900 nghìn. À, các bác là hôm nay em gọi là chơi khô máu rồi. Anh em nào xem triển chiêu là triển luôn. Dạ. Yeah. XTA bát 25 à? XTA bát 25 giá 6 triệu 900 nghìn. 6 triệu 900 nghìn nhé. Đấy. Kịch đường tàu rồi. À, anh nào sáng mai điện lại xe. Ok. Ok nhé, và một đấy ok các bác. Em chỉ bán trong cái ngày sinh nhật thôi các bạn. Và chương trình sinh nhật thì chắc là cũng kết thúc đến gọi là buổi chiều tối ngày ngày mai là kết thúc thôi. Tại vì tối mai là em cũng tạm dừng để gọi là tổ chức ăn uống thôi các bạn. Yeah. Nên các bác xem có ngắm được cái món gì, chốt được cái món gì thì cứ mạnh dạn gọi là slow cho em, nhắn tin cho em. Chứ nếu mà chiều mai mà các bác mà chốt muộn muộn quá gọi điện cho em là nói thật các bác là tầm đấy thì lúc đấy đã ăn uống gọi là rượu chè rồi thì còn nghe nghe máy làm sao được nữa. Đợt này không có người làm đâu, đâm ra là muốn mình nó nhọc lắm. Đây.
nó đẹp như thế này cơ mà. Đấy. Nó đẹp như thế này cơ mà. 2.300.000. Em đố các bác mua đầu cái con vàng X6 mà nó đẹp gọi là như hoa hậu, như người mẫu như này mà hàng xịn nhá. Hàng xịn chứ, X6 trên thị trường có rất là nhiều hàng nhái anh em ạ. Trên thị trường có rất là nhiều hàng nhái. Hôm nay em chỉ bán duy nhất 2.300.000 cho các bác. Ok chưa? Hôm nay nắm người xem như này mà mấy bác bấm like đi đâu nhỉ? Các bác bấm 2 lần à? Bấm 1 lần thôi. Bấm 1 lần cho em thôi. Các bác cứ nhắn tin đi. Đấy, rất là nhiều bác nhắn tin cho em. Các bác cứ nhắn tin đi, xong là tí là xong live stream. Em chỉ like khoảng tầm vài phút nữa là tắt điện ngủ thôi. Giờ cũng hơn 10 giờ đây này. 2.300.000 nhá. Đẹp như người mẫu luôn. Hàng xịn các bác nhá, hàng xịn. Đấy, đấy là vàng X6 hàng xịn nhá. Còn Hugo V6 2.050.000. Các bác ok chưa? Giá cả rõ ràng minh bạch thế nhá. Đấy. X5 2 triệu. Ok chưa? Hồi 1.900.000 thì cho nó nhanh. Đến cái giờ phút này thì thôi còn cũng muốn hai con thì kịch đường tàu luôn. Em thật các bác là giá này này em cũng lỗ vốn luôn này nhỉ. Đây này, còn đúng hai con luôn. Không nói dối các bác. 1.900.000, bác nào mà phục kích gọi là chờ cơ hội thì chiến chiêu luôn đi. Lỗ thì cũng bán. Con nọc này vừa nãy ai bỏ chốt đấy nhỉ? Để xem lại tin nhắn nè. Anh nào chốt nọc nhỉ? Anh đuôi 902. Anh đuôi 902 tên là gì nhỉ? Anh chốt cái con nọc gì đấy, anh phải biết rõ đấy. Anh cứ chốt một nọc không thì em chẳng biết anh chốt cái con nọc gì luôn. Một bác chốt cái gì này? Chốt Hugo V6 này. Một bác chốt X6 này. Đấy, một bác là chốt con CK680, cái con 2FX này. Các bác cứ nhắn tin nhé, đây số điện thoại của em đây này. 0976658815. Các bác nhá, 0976658815. Shizu T3 giá 2.500.000. Shizu T3 giá 2.500.000. X12 em không có đây, anh chơi con này cao cấp hơn X12 này. Em đang sell chỉ còn 2.660.000 thôi. Giá cũ của nó 3 triệu cơ. Hôm nay em bán có lỗ vốn luôn đấy. Hôm nay sinh nhật nên cứ gọi là kịch đường tàu luôn. Đây bác nào bổ chốt noa nhỉ? Bác nào bổ chốt noa party house đấy nhỉ? Đây đuôi 221 đây này. Bác nào hỏi loa phải tổ hết rồi nhá. Giờ làm gì có loa phải tổ nữa, bây giờ nó thuộc cái thành phần gọi là quý hiếm rồi. Mấy dòng phải tổ phải tiếc giờ nó đắt lắm. Giá toàn trên trời thì không mua được. Đấy, bác nào bỏ đặt cái con đẩy Patty House 4 kênh như này. Đây, giá 4.300.000 nhá, đẹp như mới luôn, 4.300.000. Các bác chơi những loại này thì không cần phải suy nghĩ, 4.300.000. Và nói thật các bác là cái thời điểm như thế này mà các bác gặp được em mà cái giá tốt như này thì các bác có thể triển chiêu luôn. Tại vì không phải lần lúc nào em cũng bán cái mức giá như này đâu. Cả năm thì chỉ có một lần thôi. Đây bác nào bỏ chốt cái con gì nhỉ? Con Patty House này à? Con Bát 30 này hay là con Bát 25 hay 30? Con Bát 25 này là giá ấy nhá. Giá 7.900.000 nhá. Còn cái con Bát 30 là giá 12.500.000. Kịch đường tàu đấy. Em thật các bác hôm trước có một bác năn nỉ em giá 12.500.000 em không bán đâu. Hôm nay sinh nhật dở người mới bán cái giá như này đấy. Em không nói sai các bác luôn. Shop con loa gì đây? Em không anh nhé. Long An tầm mấy hôm? Long An hả anh? Long An hết dịch chưa? Chỗ anh đã hết dịch chưa? Nhiều hôm nãy cũng có đơn đi Long An hay sao nhỉ? Để em xem lại. Long An cứ nhắn tin cho em thôi. Đừng gọi giờ này. Gọi giờ này không nghe được đâu. Sắp đi ngủ rồi. Cứ nhắn tin cho em nhé. Nhắn tin rồi có gì thì nếu mà không trả lời kịp thì ngày mai em ấy cho. Ngày mai em trả lời lại cho. Chứ còn bây giờ thì đêm hôm thì nghe làm gì nó tốn thời gian à. Đây đang để chế độ im lặng. Các bác cứ nhắn tin cho em nhé. Các bác cứ nhắn tin cho em. Xem có cái món gì. À đây rồi. Đây rồi. Có em mic ở đâu ơi. Đây. Mic này cực kỳ hay luôn nhá. Hôm nay vừa bán vừa cho các bác luôn nhá, vừa bán vừa cho 350.000.
Con này em nhập vào hình như là đâu đấy nó rơi tầm 500 hay là 550. Hôm nay bán gọi là vừa bán vừa cho các bác 350. Hình như có mỗi mỗi một cái hay sao ấy. Mic BBS hàng xịn nhá. BBS K9 như này. Con này mấy cái dòng gọi là mic mic dây vớ vớ à mic không dây vớ vớ vẩn vẩn là không ăn được đâu. Hàng xịn của BBS nhá. Ừ, nhìn mic đã thấy chất rồi. 350, con này vốn nhập vào đã 550 rồi. Trước hình như em bán 650 thôi. Đấy, bán cả cái mic nãy trăm bạc giờ bán lỗ vốn mấy trăm. Xem còn cái gì không? Còn cái gì bán thanh lý hết rồi. Hết bố rồi. Con nọc triệu tám thì em có hai con mà con này với con kia đều triệu tám mà anh chốt nọc triệu tám chẳng biết chốt suốt nọc gì luôn. Bác nào vừa nhắn tin cho em là nốt nọc triệu tám chẳng biết nốt... À đây 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 đây. Còn em này nữa này. Em này cực kỳ ngon chất luôn, đồng giá luôn. Con này giá đắt hơn cái con kia nhưng đồng giá luôn, 1 triệu 8. VRS này. Đấy. Anh em cứ xem ở trên 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 thị trường người ta bán. Hôm nay cũng xin lỗi các bác gọi là thợ luôn nhá. Cả một năm em có một hôm phá giá thôi. Các bác nếu có xem được cái livestream này của em thì thông cảm cho em. Cả một năm em mới bán phá giá một hôm thôi. 1 triệu 800 nghìn. Đấy, anh em nó bán toàn 2 triệu 6 với 2 triệu 8 đấy. VRS này. Model là P231 này. Con này hay lắm. Bữa nay xanh hết rồi. Ở đâu cũng được. Ờ đúng rồi. Em nghe ngóng hình như là ở trong thành phố Hồ Chí Minh là các bác đi lại ok đúng không? Có mỗi quận 12 là vẫn còn đang 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 đỏ, còn đâu ở những cái chỗ kia là xanh hết rồi đúng không? Đúng không? Đây này. Hôm nay vừa vừa bán vừa kỷ niệm các bác luôn. Này. Một con vang xịn xò cực kỳ là chất luôn nhá. 1 triệu mốt. Đấy. Vừa bán vừa vừa cho luôn. 1 triệu mốt nhá. Cổng quang Bluetooth các kiểu con là điểu luôn, cái gì cũng có, USB. Đấy. Hàng chính hãng này. 1 triệu mốt, anh em nào mà tiền ít thì chơi con vang này là con đẳng cấp và con rẻ tiền nhất rồi. Còn cái gì nhỉ? Con tí em gọi lại cho gớm mình gọi giờ này làm gì nữa, sắp đi ngủ đến nơi rồi. Ở khu vực Hồ Chí Minh trừ quận 12 ra. Mấy lại quận mấy nhỉ? Quận 12 để xem lại nào. Quận 12 với lại quận 6 nhỉ? Đây xem nào. Kiểm tra lại cho kỹ. Đâu rồi? Khu vực thành phố Hồ Chí Minh là quận trừ quận 12 này các bác nhá, còn đâu những quận khác hình như vẫn đi được. Thủ Đức à, đúng rồi, Thủ Đức đúng không nhỉ? X6 hôm nay em đang phá giá đây. Ui dồi ôi, đã bỏ xin phép các bác hôm nay phá giá này, nó đẹp như thế này em bán 2 triệu 300 nghìn. Em thật các bác là không bao giờ có cái mức giá nó lại tốt và nó mức giá nó hủy diệt như thế này. Thế hôm nay em mới xin phép là anh em thợ là cho em phá giá một hôm thôi, duy nhất một hôm thôi. Đấy, chiều em một một hôm thôi, hôm nay em sinh nhật nhá, chiều em một hôm thôi và các bác thợ cũng cũng thông cảm giúp em. Còn anh em nào mà phục kích mà trong cái thời điểm mà chưa mua được cái săn được cái hàng giá rẻ mà ngon mà đẹp đấy, quất đi, cái giá này không quất được nữa thì thôi đến nghỉ. Bữa nay thông rồi. Vàng cơ đại số không có anh ơi. Vàng cơ đại số em không có. Về kép loa xe em về kép 12 cộng. Hôm nay bao nhiêu tiền một cặp? Hôm nay bao nhiêu tiền một cặp VF 12 cộng? Hôm nay 12 triệu nhá. 12 triệu. Ok chưa? Nó đẹp. Xuất sắc. Đẹp như mới là 12 triệu. Ok. Triển chiêu luôn đi anh ạ. Hôm nay sinh nhật này có mấy cái cặp loa đẹp này thì xem bụp được thì bụp luôn đi anh ạ. Còn cái dòng dòng nào em bảo là nên sóng nó nhỉ?
quên bố nó mất. À còn một cái dòng 2 năm nữa. Đây có dòng 2 năm dòng Melo này. Dòng này đẳng cấp mai này. Nó ở mãi tít trong khuất này cơ. Đây. Đây này. Còn bát 25 này cực kỳ là chất và hay. Đấy. Giá cũ đâu đấy là hơn 6 triệu. Hôm nay kịch sản các bác. Giá 5 triệu 8. Dòng này đẳng cấp luôn đấy. Dòng này hay lắm. Nó hay hơn cả cái con CFW10 cộng. Hay lắm. Giá kịch sàn rồi đấy. Còn mấy phút nữa nhỉ? 5 phút nữa các bác nhé. 5 phút nữa là em tắt live stream là đi ngủ. Lọc nhật hả anh? Em không có lọc nhật đâu. Anh em hỏi cái gì nhỉ? Anh em hỏi cái gì thì em phải từ từ em đọc bình luận. Bình luận nó cứ trôi như này thì làm sao mà đọc nhanh. Anh kia anh bảo là cái gì em vào mất công hỏi không trả lời. Anh thử hỏi những người đầu tiên thế nào, có cái mặt hàng gì mà em không trả lời không? Từ nãy ở đây những cái mặt hàng loa rồi là những đẩy rồi là nọc những cái thứ, không cái gì này em không không quay các bác và không cái gì này em không báo giá. Đấy, anh vào sau thì anh cũng phải bình tĩnh để em đọc cái comment của anh xem là anh hỏi em cái gì thì em còn trả lời chứ. Bây giờ anh hỏi một phát mà anh bảo là em phải trả lời ngay, cũng phải để cho mạng nó loát lên chứ. Có ship co không? Ship là phải cọc anh nhá, không cọc là em không ship. Mình chốt Google V6, ok anh nhá. Anh chốt là anh cứ nhắn tin cho em là được, ok. X3 không, anh chơi hẳn X5 này, 1 triệu 900 nghìn này, hôm nay kịch sàn này chơi X3 làm cái gì? Này. Còn duy nhất hai con 1 triệu 900 nghìn này. Bán còn lỗ vốn đấy này. Đây số điện thoại của em đây. Chiến chiêu được thì nhắn vào đây. Để bốn kênh. Để bốn kênh có dòng Party House với dòng Motivity với dòng Nat. Đấy. Còn bốn kênh Motivity 4 triệu 8. Còn Nat cũng 4 triệu 8. Còn cái con Party House giá 4 triệu 3. Loa sạc Vinvega em không có anh ơi. Shiso T3 có chứ. Shiso T3 cổng quang mà. Cổng quang đầy đủ hết anh ơi. Đây này. Ui dồi ôi. Cổng quang đầy đủ hết. Cổng quang này. Nha. Đường mic đằng sau này. 8 đường ao này. Đấy. Sản xuất năm 2016 này. Còn nguyên cả tem nhá anh em nhá. Còn nguyên cả tem luôn. Đấy. 2 triệu 500 nghìn. Ok chưa? Quá ok còn gì nữa. Xin chào anh Việt Anh nhá. Ui, đấy toàn bác fan cứng giờ này vẫn còn chưa ngủ. Chứng tỏ các bác tầm tầm này không không ngủ là toàn những bác đam mê âm thanh thực sự đây này. Điện thoại em đang để im lặng rồi. Đây này. Các bác điện thoại em đang đang để im lặng rồi. Sinh nhật Mic D250. Cái gì hả anh? Cái gì mic 250? Em thật với anh, em đã bán lỗ vốn 350 cái con mic này rồi mà anh còn trả giá 250 thì thôi em cũng đến chịu anh luôn. Shiso T3. Shiso T3 phần mềm đầy đủ anh ơi, đầy đủ phần mềm. Anh gì nhỉ? Anh tình ngôi anh hỏi cái gì nhỉ? Anh hỏi gì anh hỏi luôn đi xem. Để em trả lời anh luôn. X6 có cổng quang, ui rồi giờ này còn hỏi X6 cổng quang em đến chịu anh ấy. Ở trên 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 thị trường này những dòng vang X6 làm gì có con nào có cổng quang hả anh? Chỉ có những dòng vang X12, X12 và lớt. Đấy, là nó có cổng quang thôi, mấy dòng vang X này nó có cổng quang thôi. Chỉ còn những dòng vang kia làm gì có cổng quang nữa, em chịu bác ấy. Quay X5 ở đây rồi, ôi, đẹp như thế này mà từ nãy giờ anh cứ để em quay chóng hết cả mặt ấy. Từ nãy giờ cũng mất khá là nhiều calo đấy. Đấy, đẹp như này mà. Đấy. Thấy chưa? Đẹp tuyệt vời mặt trời như này mà. Hôm nay chỉ có quay thôi nhá. Hôm nay bán đăng kịch sàn. Các bác cứ thường xuyên theo dõi kênh của em các bác biết rồi. Tất cả mặt hàng em đều tháo rồi. Nên hôm nay không có tháo thế đâu. Nó tháo mệt lắm. Mà cũng chẳng có chỗ để mà để nữa mà để mà tháo. Đây mà đằng sau đó đây nhá. Dòng X5 xịn hai nguồn nhá. Xịn hai nguồn đấy. 1,9 triệu đấy. Giá này em không chốt được nữa thì thôi. Đến ra đê mà ở luôn cho nhanh. Chốt nọc bay ma hả? Anh lúc sớm anh nhắn tin cho em đấy đúng không? Rồi ok anh cứ nhắn tin cho em là được. Cho xem con đẩy Motivity. Anh tí và anh vào cái clip trước em đăng nó đi. Bây giờ em không đi ra ngoài sân. Để em đang để ngoài sân cơ. Em sắp nghỉ rồi. Con vang màu vàng 2.660.000. Vàng cao cấp nhá. Chạy chip đời cao nhất. Analog Device của Mỹ 21489. 2 effect 2 mic riêng biệt. Đấy echo riêng. Đây là con cao cấp hơn cả dòng vang X12. Tiếng dòng này thì quá là hay rồi. Đấy hôm nay kịch sàn các bác 2.660.000. Thôi làm hớp nước nói từ nãy khô hết cổ họng.
Anh em quên đấy, từ nãy giờ không để cái số điện thoại này các bác chốt. Lắm lúc mình cũng đoảng quá. Để em đề lại cái số điện thoại. Mấy ngày nay mạng nó kiểu nó cứ hơi kém kém. Mấy ngày nay mạng nó kiểu nó cứ hơi kém kém. Để các bác thấy chưa, em nói còn delay. Thế mà các bác cứ bộ này em sỏi. Trả lời ngay lên sao được. Đấy, em ghi cái số điện thoại của em lên rồi đấy. Đấy. Mạng nó nát, nó cứ quay như trong sóng rồi. Bốn kênh giá rẻ thì anh chỉ chơi con Batty House cho em. Mà nếu mà anh mà thích gọi là thương hiệu Batty House thì em lại có cả loa nữa cơ. Anh chơi cả loa cả vang cho em. Đấy. À đây, còn vang, bố từ nãy giờ quên bố con vang này. Vang đẹp như thế này mà từ nãy giờ quên. Ê, chết không. Giá thị trường đang bán 3 đồng rưỡi. Hôm nay em bán cho các bác giá 2 triệu 900 nghìn. Ok chưa? Đấy. 2 triệu 900 nghìn nhá. Vàng Patti Hau hàng xịn DK 3.800. Giảm 600 nghìn rồi đấy. Giảm 600 nghìn so với thị trường rồi. Cũng xin phép anh em luôn hôm nay phá giá một hôm. Anh nào vừa hỏi cái con vàng X5 mà quay một vòng rồi xong rồi đâu đâu mất rồi nhỉ? Các bác cứ nhắn tin cho em tí nữa xem nào. Rồi, 3 phút nữa nhá. 3 phút nữa là em xin phép được đi ngủ các bạn. Cũng 10 rưỡi rồi. Con vang màu vàng, ui anh ơi, phần mềm đầy đủ, chỉnh tay full tay luôn nhá. Mic A, mic B riêng biệt này. Đấy, mic A, mic B riêng biệt. Chỉnh phần mềm rồi là chỉnh tay đều được hết anh nhá. Em hỗ trợ đủ các cái thể loại cho anh. Anh thích phần mềm em hỗ trợ cho anh. Thích gọi là chỉnh tay em sẽ hỗ trợ cho anh. Nó chỉnh như X12 luôn. Đẩy nào anh ơi? Con đẩy Patty House này, em có clip về nó rồi đấy. Tí nữa xong livestream này anh chịu khó anh vào kênh của em. Hoặc là anh kết nối Zalo em. Em gửi đường link cho anh vào anh xem. Có clip test cả chất âm với lại tháo là rồi. Con vang gần cái biển. Đâu rồi anh? Đây à? Đây à? Hay đây? Con nào anh? Đây à? Con này à? 1 triệu mốt nhá. Còn đây con Hugo V6. Giá 2 triệu 050 nghìn. Xem hơi mờ. Sao lại mờ được nhỉ? Hôm nay đông người xem này mà chưa bao giờ mình live stream nên được đổi gọi là 200 like. Mấy bác hỏi cái bình luận nó cứ trôi nhanh quá để em kéo lại em đọc quá thế nào. B3 loa B3 bass 25 thì em thật với anh B3 H bass 25 thì anh chơi cái loại này cho em. Đây này. Patty House CF RGB, đây là những dòng loa hay mà thích nữa đây. XTA không hay gọi giả lại tiền luôn nhá. Anh mua mấy cái dòng kia làm gì nó tốn tiền. Đây toàn giá hạt rẻ như này không chơi chơi cái gì. Đẳng cấp thì chơi con này 7 triệu 900 nghìn đẳng cấp nhá. Quá ngon luôn. À. Còn mấy con đẩy NA 1.000W một kênh. Giá cũ là 5 triệu 600 nghìn. Hôm nay kỳ sàn các bác giá 5 triệu. Em đố các bác mua đâu con đẩy máy NA Auto Flan mà đủ 1.000W nhá, hàng xịn nhá. Mà giá 5 triệu bây giờ chúng nó bán con đẩy 800W. Đấy. Dòng máy NA mặt sắt này chúng nó bán gọi là 4 triệu 8 mà con này 1.000W ấy, hàng xịn. Xúc kép phun đôi đánh ok luôn nhá. Phun đôi 725 các bác đánh ok luôn. Xúc kép côn 100 đánh ok. Còn côn 125 thì đánh sẽ đuối. Nhưng côn 100 với dòng gọi là phun đôi 725 các bác đánh không phải suy nghĩ. Còn cái con này là con 800W một kênh này. 800W một kênh này. Hôm nay sẽ kịch sản các bác nhá. 4 triệu 600 nghìn. Ok chưa? 4 triệu 600 nghìn. Giá hạt rẻ đấy.
mấy cái dòng máy LA thì mấy bác thợ đây các bác xem các bác sẽ biết được. Đấy. Nhập vào toàn giá trên trời đấy. Có rẻ đâu. Nhập vào hơn 4 triệu nó đâu đấy nó rơi tầm những dòng loại máy mặt phay nhôm mà hàng hãng này nhập vào máy 800 này nó cũng rơi tầm 4 triệu tư đến 4 triệu rưỡi rồi. Đấy. Mà bây giờ bán 4 triệu 6 cho các bác thì các bác không mua được nữa thì còn chơi cái loại đẩy gì nữa. Sao không trả lời? Anh hỏi gì nhỉ? Anh nào chốt fan thì số cứ nhắn tin cho em, số điện thoại của em đây này. Điện thoại ghim trên bài này. Từ từ để em kéo kéo tin nhắn này xem anh kia anh hỏi cái gì nữa. À. Hùng Lâm à. Các bác có thấy bác Hùng Lâm bác hỏi em cái gì không nhỉ? À đây đây, phải kéo đây nè. À, cho em hỏi đánh dùng âm ly cộng lọc xì đánh đôi loa full 30 có cần thêm thêm đẩy hay vang gì không? À, nếu như anh muốn ghép loa 30 ấy như anh phải xem là cái con âm ly của anh ấy là cái công suất là bao nhiêu. Đấy, nó có đủ đánh loa bass 30 công suất lớn hay không? Đấy. Còn nếu như loa bass 30 anh trước khi anh muốn mua thì anh phải xem là cái loa công suất nó bao nhiêu. Có rất là nhiều những dòng loa bass 30 và mỗi một loại bass 30 công suất nó đều khác nhau. Còn khi mà anh ghép thêm vang ghép lọc xì thì nó càng hay hay quá ấy. Quan trọng là cái công suất của con âm ly đấy. Nó có đủ đánh hay không? Nếu không đủ đánh thì anh bắt buộc là anh phải dùng đến đẩy. Còn không thì anh chỉ sử dụng được những cái đôi loa bass 25 thôi. Anh nhé. Anh Nhưỡng Bình Ngô sao không trả lời? Đây để em xem cái anh này anh hỏi đổi không lấy X6 lấy con vang chứ em thật với anh Nhưỡng Bình Ngô này anh viết này thì nó thật là em không thể dịch nổi cái gì mà đổi không lấy X6 là như thế nào viết nó rõ ràng đấy em có biết đường em dịch Hugo V6 hát karaoke hay không? Ui giời, nó là quá hay. Nếu anh em chơi những dòng vang mà hạt rẻ mà hay hàng chính hãng nha. Lại còn có cả cổng quang nữa đấy. Còn có cả cổng quang nữa đây. Đây này. Cổng quang đầy đủ nhá, đường mic ở đằng sau nhá. Cổng quang đầy đủ nhá. Đây là một cái dòng vang nếu để trong cái dòng vang ở đây mà giá ngon bổ rẻ nhất thì chỉ có mỗi con này đây. Ngon bổ rẻ nhất. Đấy, Hugo V6. Ok chưa? Anh em cứ xem giá thị trường giờ bán thấp nhất là tầm 22 triệu 600 nghìn. Mà em bán cái mức giá như này các bác biết rồi. Cũng xin phép các bác thợ là cả năm có một lần thôi. Cả năm mới có một hôm sinh nhật thì em gọi là bán phá giá. Nên rất mong các bác thông cảm. Nha. Cả năm mới có một lần thôi. Báo giá loa mấy đôi tháo. Loa mấy đôi tháo này là loa bass 25 anh ạ. Loa này giá cũ là 6 triệu rưỡi. Hôm nay em kịch sàn các bác 6 triệu. Đấy, loa này 8 triệu 900 nghìn. Hôm nay kịch sàn các bác giá 7 triệu 900 nghìn nhé. Có mấy con thùng nó xước sát này các bác về các bác tự sơn. Còn loa em bao bao zin bao đẹp các bác nhé. Này. Bát chét như mới luôn. Bát chét phần tần như mới. Mỗi cái thùng này. Mỗi thùng nó xước sát này. Anh em về tự sơn nha. Sơn zin nguyên bản đó. Anh em về tự sơn. Giá này là giá gọi là lỗ vốn rồi. Anh em cứ xem cái giá trên hãng nó bán 20 mấy triệu anh em vào ngã ngửa luôn. Còn cái con này là con CFW10 cộng nhá. Giá hãng cũng cũng đắt vãi chưởng luôn, 10 mấy triệu, gần 10 mấy triệu, mười mấy hình như gần 20 triệu cơ, cũng chát lắm. Còn đây là hàng hàng bãi nó còn rất là đẹp nha. Này. Con này hôm đấy có tháo rồi. Này phân tần đây. Đấy. Ok chưa? Đấy, hàng bãi anh em nó cũng đang bán 8 triệu một đôi, em chỉ bán gọi là cho các bác 6 triệu 600 nghìn thôi. Giá này các bác không mua nữa thì thôi, đến nghỉ luôn. Ok chưa nhỉ? Chuẩn bị đi ngủ này. Em cảm ơn anh Tuấn Đỗ nha, xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ kênh Minh Vũ. Các bác nào chưa đăng ký kênh Minh Vũ thì có thể cho em xin một nút đăng ký và một nút like. À, quên mất đấy. Các bác nhớ khi mua 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 hàng mà chưa đăng đăng ký muốn mua cái hàng ngon bổ rẻ thì các bác đăng ký kênh âm thanh Minh Vũ nhé. Âm thanh Minh Vũ kênh mới các bác nhé.
Em sẽ bán giá kịch đường tàu các bác luôn, vào ngày sinh nhật giá hà rẻ luôn. Đây này, mấy bác nhắn nhắn tin cho em tí nữa xong em sẽ nhắn lại cho. Âm ly Jaguar 203 có kéo được full 2 năm không? 203 của anh là 203 hàng gì đấy anh ơi? Cho con vang vang chứ. Em thật với anh Nhưỡng Bình Ngô, anh viết, anh cho em xin cái dấu đấy, anh biết này, còn thế kia này, vang 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 này, còn như kiểu là echo lặp đi lặp lại thì dịch làm sao được. Thích màu vàng. Đây, con này em đang sale chỉ còn 2.660.000 đấy. Là phai tổ bát 30 không có anh ơi, pha tổ bát 30 không có anh nhá. X5 vừa nãy báo thấy 1.900.000 đây, còn còn báo cái gì nữa anh? Bác ấy không lấy X6, lấy con màu vàng. Ui anh lấy cái gì chẳng được, anh lấy cái gì cũng được, anh quất cái gì anh cứ nhắn tin vào cho em. Bayer vỉ tím, Bayer vỉ tím hôm nay 2 triệu cho nó nhanh. Tàu nhanh. Thôi nhỉ. Cũng muộn đấy, vừa nãy bảo 3 phút mà từ nãy chắc 10 phút rồi. Thôi nhé các bác nhá. Có gì thì các bác cứ xem kỹ lại video giúp em. Em chỉ live stream tối ngày hôm nay thôi, còn ngày mai thì nói thật các bác là chắc là cũng bận đấy. Nên cũng cũng chắc là cũng không 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 live stream báo lại cho các bác đâu. Nên các bác có ngắm được cái mặt hàng gì trong ngày hôm nay em báo giá thì các bác nhớ các bác ghi lại cho em cái tên mặt hàng và tất cả những mặt hàng em đã có giá rồi. Đấy. Bây giờ các bác có nhu cầu về cái mặt hàng nào thì các bác nhắn tin. Đấy, nhắn tin cho em hoặc là gọi điện. Nếu trong trường hợp mà ví dụ em không 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 nghe máy được ấy thì các bác cứ nhận để lại tin nhắn, em sẽ gọi lại cho các bác. Còn bây giờ thì đi ngủ. Đây, số điện thoại của em. Xin chúc các bác một buổi tối vui vẻ. Lâu lắm em không đánh đề đánh đóm, anh em nó có máu mê cái môn đề đóm thì cho em xin con ba càng nhỉ, hai càng cũng được. Để mai thử vận may cái xem nào. Lâu lắm không đánh đề đánh đích. Rồi, xin chào toàn thể các bác nha. Chúc các bác ngủ ngon nha.